lộn Thiên Vinh xã hội là không có mặt. Thế mà hôm qua cái sở lộn Thiên Vinh xã hội ở Quảng Nam cũng là giao cho một người lạ kỳ. Alo, đây rồi, đây rồi, đi công việc rồi. Ok. Ừ. Không tha mong lại còn sớm. Chẳng lẽ còn phải bao nhiêu lâu rồi ạ? Tùy vào tình hình. Vâng. Cái đấy ông cô Lý giống như kêu công tác hỗ trợ tiếp nhận này. Nếu mà địa phương nào hoặc huyện ban ngành nào quan tâm thì nó sẽ đến nhanh. Còn nếu mà không quan tâm thì cứ để theo quy trình. Thì nếu mà quy trình thì cũng phải nửa tháng một tháng. Còn nếu mà quan tâm thì 3-5 ngày. Riêng Quảng Nam nhé, xã chỉ làm từ đầu năm thì bây giờ 3 ngày. 3 ngày xong có tiền luôn. Vì mình mới làm hồi đầu không cấp ở Hà Tĩnh đầu này. Mới đầu chị làm lợi lắm, 3 ngày. Đấy, quan trọng là mình tìm đến đúng người và người ta có nhiệt huyết. Cái thứ hai tức là bởi vì trong cái quy định ấy nói là địa phương bỏ tiền ra, ở đây bỏ ra và sau này trung ương nó không cấp thì chủ địa phương chết. Đấy mà chắc cú phải điện trung ương quyết định đấy. Một số địa phương ví dụ như Quảng Nam là nó em mấy lần bị đánh giá trước ở Quảng Nam nó cho trước. Đúng là mặc dù Quảng Nam là trung ương có cho hay không có đủ hay không nhưng mà Quảng Nam nó cứ cho nhưng trước. Nhưng mà riêng Quảng Nam rồi nó là quỹ phòng chống thiên tai ấy là nó làm. Mới ngày hôm qua là hôm kia hôm qua là có tiền liền làm gấp. Cái ở Hà Tĩnh ngọt quá. Không bằng hôm qua ngon. Trời ơi. Không dám trả lời mình. Chẳng lẽ để ép. Nó chậm không thấy số liệu mỗi lần. Có mấy cái nó không biết hay chậm. Biến đồng nhìn mình rất là đây là núi Ấn chùa đây phải không anh? Ở đây chính là nhiều chỗ đi chơi em á. Tôi đi nữa nè. Chưa đến nhiều lắm rồi đấy. Chị đến nhiều mà chưa có con ở đây. Dạ, chào bác, nó ngày bác hỷ. Dạ, bác nhớ ai không? Bác thì nhớ chị Yến rồi, nhớ gì ai? Bác chỉ nhớ tới quan tâm tới sức khỏe của chị Yến là được rồi. Dạ không phải, dạ Tùng đấy, mất Tùng. Dạ thì có quan, dạ mất Tùng đấy mà. Dạ, dạ. Không phải không bác. Dạ, với con chị Yến khỏe không? Trời ơi, cho là xí nó mà bác không liên lạc còn sao. Rất là bây giờ bác còn vẫn làm còn lập hồ chứ. Dạ. Dạ. Dạ khỏe, dạ khỏe. Con dạ khỏe, mấy đứa con thì khỏe nào. Dạ. Con cũng điện thoại cũng xin lỗi bác là con mới vào Quảng Ngãi tối hôm qua. Tôi sáng nay là họp với ban phòng chống thiên tai tỉnh xong rồi là bây giờ phải đi xuống Bình Sơn thì cho nên con có định gặp bác ở cà phê tí nói chuyện tí mà không kịp. Cho nên là con điện thoại con chào bác. Dạ, mà có dịp được tới bị dịp thì con sẽ thời gian nó thư đã hơn thì con bắt cháu gặp tí. Dạ. Dạ, thì cho cái dạ, trừ là con bắt đầu rời Quảng Ngãi đi Bình Sơn đây. Dạ. Dạ, dạ. Dạ, hôm qua là con tới cũng khuya á. Từ Quảng Nam đi qua Quảng Tiên. Dạ vào đứa chúc bác sức khỏe. Không phải chỉ một cuộc dạ, dạ.
Dạ, có gì là... Dạ, ok bác, và có gì gọi lại bác nghe. Dạ, dạ, chị cho con vợ tôi thật diễn luôn hãy. Dạ, con chào bác. Cứ lại, cứ lại. Dạ. Dạ, dạ, con chào bác. Dạ, dạ, dạ. Dạ, 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 cảm ơn bác. Sẽ cái đường link của cái bài viết của Hoa ấy cho cả nhóm được không? Ảnh đấy thì em cái gì ạ? Hoa vừa nói hai cái story là giống như kiểu kẻ à, anh sẽ tìm thấy ở trong bài cây của em. Thế, không nhưng mà xe cho mình cái đường link ấy. Không biết chưa đưa về lúc nào. Ok. Hiện tại thế giới. Chắc thế. Tìm em chỉ ảnh thôi. Bài đấy mà về giới với protection là có những cái phản ứng được không? Với lại anh họ mời nhóm mình chắc sau này xin để y để thăm có gì chia sẻ cái thông tin gì như em về nước sạch bạn khác thì em đi tỉnh nào mà em có cái thông tin của bạn của anh á thì em lại chia sẻ để biết thêm đó, nhiều khi mình những cái đó mình có đi thêm mà quên cho mình biết cái proposal là nhiều khi là mình được cùng thêm á. Cái đó thì cái đó giúp mình qua lại cho bằng nhau giữa các tổ chức với nhau. Mình cũng đang rất muốn biết cái thông tin về các cái số tổ chức phi chính phủ mình, ở đây. Cái dự án của mình thật ra là nó số liệu với lại hình ảnh nó không có đa dạng á, bị động. Ví dụ như hôm qua học hỏi được ở chỗ của tổ chức đó về cái vấn đề về tiền gì đó. Tiền cho tiền nhưng mà là không cho tiền đó. Tiền có điều kiện mà không điều kiện. Cho tiền chứ không cho tiền. Thì đó như vậy. Như vậy thì gặp đỏ cũng là CRS chia sẻ. Đó như vậy là bao nhiêu là cây, bao nhiêu là cái định ra thì cái đấy là nó chỉ tối hôm qua họp với lại Hà Nội mình đã báo cáo cái chuyện vấn đề hỗ trợ tiền có điều kiện và không điều kiện rồi. Nó nói xin đấy, bây giờ nói là không biết, thấy không? Không nói là không biết. Trên nhóm đi là cash livelihood security. Tối hôm qua đã
nhóm các team leader ấy. Thì nhưng mà anh vào sau nên chắc là đúng rồi. Công tác chưa cập nhật anh nên gửi tránh anh đặt. Vâng vâng. Để tí nữa xem. Mình thấy mình có được, mình thấy trên lịch của Hoa ấy là mình trình bày lần sau hai nhóm kia là một và mình có 20 phút đúng không? Là gồm cả trình bày và thảo luận hay là trình bày hoàn toàn? Trình bày không, thảo luận là một phần riêng. À, trình bày 20 phút, tức là mình được phép 20 phút đúng không? Ok, tốt. Nếu mà Hoa có cái danh sách những người mà confirm đến dự ấy thì cho mọi người xem luôn để tốt để thì cho mình biết trước để tốt mà. Rồi các cái đại sứ quán, nhất là các đại sứ quán hay là các cái cơ quan quốc tế khác. Chắc là để cuối ngày mai. Có thứ hai cũng được, sáng hoặc là tối chủ nhật cũng được. Chắc là confirm thì cũng chỉ đến chắc chiều các cơ quan để hết ngày mai ấy, nhất là các đại sứ quán làm việc thì chỉ trong cửa hành chính thôi. Vâng. Để mình thông báo cho bên cái chị sếp của mình mà chị thấy như chị đến được thì tốt quá. Nhà phao nó chỉ ở nơi lụt thôi, lụt thì nó chỉ từ từ nâng lên, nhưng mà nếu mà lũ thì nó nước nó xoáy, nó đánh một phát thì úp úp trên xuống dưới là đúng rồi. Phao lên trên là rất an toàn, chỉ là lụt thôi, còn lũ mà phao rất an toàn, còn người không biết. Lũ thì nhiều khi á, cái quan trọng là cặp mình đi giữ á, bốn góc mình có bốn cặp hoặc là đi giữ cho nó không có bị xoay, nó bị lầm vẫn được. Còn lúc mà nó xả mà lại lấy thì cái xe này của tỉnh họ dẫn đường mình, họ có cả cái còi cái đèn trên nhỉ? Đấy là xe hộ đê. À, xe hộ đê hả? Dẫn mình mấy xe bị xanh thôi, họ có tới chẳng có họ chưa đưa thôi, họ để lên không, nó lại có cái tem mà của tập đoàn nhà nước ấy, nó biển xanh 80B đầy. Tập đoàn nhà nước chạy. Thank you.
ông đấy thì là chuyện năng lượng. Thế còn cái ông mà chị bảo là ấy đấy thì chính ông cũng tự chữa bệnh cho ông rồi, và chị ông là một trong hai người mà tự chữa đấy, ông cứ học ông chữa đấy, ngày xưa cũng kinh khủng lắm ấy. Ừ, thế bây giờ ông ấy cũng đi là gọi là chữa là kiểu như là từ thiện thôi. Chi phí thì nó không hề ấy một tí gì, đại loại như kiểu để duy trì những cái lớp của ông ấy thôi, thì chỉ nhớ là 200.000 một lần thôi, mà rất là ấy, mà nói chung là ông ấy tâm huyết lắm, ông cũng muốn tìm hiểu để những cái kiểu như thế, mà ông ấy cũng chuyên là tìm hiểu về ung thư đấy. Nhắn cho nhá. Chị thì cũng không thấy người ấy gì cả, nó bảo là cứ về đi, đến bây giờ cũng không ấy gì cả. Em chạy chứ không thể.
thì em thấy là phối hợp với các bên bên em thì đang làm phối hợp với một số các cái cơ quan của UN để mình đi xuống các bạn nhận để biết có cơ sở rồi các bạn Nhật nó làm cái thứ nó làm cẩn thận lắm. Vâng, họ làm bài bản cẩn thận. Xe kia nó đâu mà rồi? Dạ. Hai chiếc chạy, mình vẫn đi đúng đường chứ hả? Dạ. Vẫn đi đúng đường chứ? Dạ, dạ, vâng. Tôi chưa nhìn, không có chỗ rẽ vừa xong ấy. Không thấy nhìn thấy hai cái xe kia đâu. Gà ở đồ chạy ghê quá. Nó chạy nhanh quá trời. Mình không thấy nó nữa. Cái đường này sóc thế mà nó đi ghê. Mình nếu mà cứ có một đường mình cứ đi từ từ này, cho nó an toàn. Kia rồi, rồi nhìn thấy rồi. Thấy chưa, đường vòng thì đã nhìn thấy rồi. Với lại nó không thấy xe của mình là nó cũng sẽ đi chậm mà. Ông cậy ông là cái xe ưu tiên của tỉnh nên ông đi nhanh. Đường làm chạy nghe. Đường của ông nữa ông quen hơn. Xã này nó là cái nơi mà hay bị ngập lụt đấy, thì mình định nhật cho họ luôn hai cái bộ của bọn mình ấy, chắc là được anh nhỉ, phao với các thứ ạ. Được luôn nhá, cho luôn nhá. Vâng. Chứ còn mang về Hà Nội thì cũng ấy lắm, không dùng đến ấy. Thì cả chị Phương Mai mình tặng luôn, luôn cả phao với cái bộ quần áo nặng lắm, bảo hộ gì đấy, cũng biết. Quý. Wow. Cái này chắc là mưa lột nó hỏng đường. Đây phải làm cái đường bê tông cơ, chứ đường nhựa là nước không chịu. Mưa xuống là hư hết. Mưa xuống là hư hết. Rồi suốt ngày đi va. Rồi cứ làm đường bê tông, rồi có tiền để trải nhựa lên trên. Kia rồi, hai chiếc kia rồi. Wow. Trời ơi, ổ mình thì không. Ổ cao mà nó dễ gà. Đây, đường bê tông này là. Lúc họp anh ấy nói có một cái tượng đài gì ấy nhỉ? Tượng đài kỷ niệm những cái người bị bão lụt à? Những người bị thiệt hại bão lụt. Kỷ niệm cái đài trong tưởng niệm những người. Bốc bốc lũ luôn, bình minh. Đây rồi, xa đây rồi. Mình đánh dấu cái mốc. Đúng rồi. Thì cái hợp luôn. Trên đó mình ghi
trăm triệu không làm. Một cái gì đó, có thể chính ra cái cột mốc báo lũ cũng là một cái điểm để nâng cao nhận thức. Đúng rồi. Nhưng mà để không người dân nó ấy, chứ còn là cái nhà thì phải đầu tư chứ, là nhà mà không có tiền xây cái được. Nơi đến chốn mà cuối cùng là chưa chi đã hỏng nên còn bao tiếng hơn nữa. Tới chừng đợt tới này nhìn coi cái mô hình này thế nào, cái xã khác nó bị thì 20 năm sau họ cũng phải xây thêm cái cầu cống lũ nữa. Thấy không, tỉnh xã nào cũng có cái dòng cầu cống lũ hay là mệt lắm. Huế là dần thì xã nào những lũ lịch sử là bên Tây Can hỗ trợ xây dựng cái cột mốc lũ ấy, em thấy rất là hiệu quả đấy, để mà đánh dấu được các cái mức mốc lũ lịch sử. Khi đấy là họ xây nhà, họ để còn cốt xây nhà rồi các cái liên quan đấy. Đấy, nếu mà mình về chuyên môn mình mà hiểu ra thì đúng, nó có nhiều tác dụng đấy. Đúng. Và riêng nếu mà làm một cái cột đến tiền. Nhưng mà vấn đề như thế này nè, cái cột đó là mình có thể mình sơn được thì mình tận dụng các cái cột điện lớn nhé. Nó thuộc cột điện nên lại không nằm ở bên đường. Và nó lại không phải nằm cái chỗ lỗ. Nó phải đúng cái địa điểm mà để đánh mốc cái theo về người có chuyên môn khí tượng thủy văn ấy. Thì mình phải xây dựng đúng cái cột mốc để mà người dân đi lại nhiều, mà cái chỗ khu vực bị ảnh hưởng nó phản ánh thì nói tóm lại cái đấy thì em cũng không có chuyên môn ra nhưng mà nó còn nhiều yếu tố. Cái tập còn có nhận thức của người dân là đề phòng vị trí đó. Để người ta biết được cái đấy thì để người ta xây dựng ví dụ như cái cao trình nền nhà bao nhiêu ấy để nó có thể tránh được cái mức lịch sử năm bao nhiêu, như làm thế nào đấy thì nó có mục tiêu mục đích vào đấy chứ không phải chỉ xây một cái đấy ra. Nhận thức thì đầu tư thì chẳng biết bao nhiêu cho nó đủ, nhưng mà về mặt phần mềm là bọn em mỗi tổ chức nó hỗ trợ trong về cái nhận thức ấy. Thế đầu nhận thức là quan trọng lắm. Cả tập huấn với một số những cái như kiểu hỗ trợ là nhiều tổ chức là hỗ trợ đánh dấu cái mức mốc lũ thì kết hợp như anh nói ấy, cũng có là cột điện bên này một số các cái trụ sở cũng có, nhưng mà cái chỗ đấy thì nó ít hơn là nó nhìn nó không rõ hơn được cái cột mốc ở trong Huế, nhất là cái trong 99 ấy, là nhiều cái người ta cũng linh động lắm, người ta thậm chí gắn lên những cái nhà này, gắn cái biển vít vào nhà này. Mình đi là mình hay gặp nhiều loại hình thức, cái cổng chào á, ngã rẽ vào cái đường á chào là cũng có nhiều loại hình thức chứ không phải có mỗi cái bột này không. Các tổ chức cũng vận dụng các hình thức đó. Đấy rồi đây xã Bình Minh đây. Mình đang trên cái địa bàn của xã Bình Minh rồi. Cái điểm thấp nhất của tỉnh Quảng Ngãi đúng không nhỉ? Theo báo cáo ấy. Đây là lên núi mà. À. Lên núi mà. Không phải điểm thấp nhất à? Rồi. Rốn lũ rồi hả? À kia vô, bây giờ vào ủy ban nhân xã. À. Của ủy ban nhân xã. To nhỉ?